Một mẫu xe gia đình số tự động bản sedan giá hơn 300 triệu đồng và đời cao, có thể vay được ngân hàng và trả góp 6-70%, thì đó là lựa chọn của rất nhiều quý khách hàng đang có nhu cầu về sử dụng ô tô cũ trong cái mùa dịch giã cũng như là Tết nhất sắp đến như thế này. Thì với một chiếc Hyundai Avante, một cái thương hiệu của Hyundai sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam, là một cái mẫu xe phân khúc hạng C, có trang bị tất cả những đầy đủ những cái nhu cầu của người sử dụng, đó là thân vỏ cứng kép với khối động cơ 1.6, hộp số tự động và khoang nội thất cực kỳ là rộng rãi, với trang bị là có cả cửa sổ lock và hệ thống ghế da theo xe, vành đúc 4 bánh ABS. Thì thực sự đây nó thỏa mãn cái nhu cầu của người sử dụng về một chiếc xe tầm tiền. Với cái mức giá của chiếc xe này đó là 375 triệu đồng thì nó sẽ làm thỏa mãn với tất cả các nhu cầu của người sử dụng. Chiếc xe này thì vẫn hỗ trợ trả góp được tới 60% giá trị xe. Vâng, vậy là anh chị chỉ cần có chưa đầy 200 triệu đồng là có thể mang chiếc xe này về sử dụng gia đình. Với cái mùa dịch như thế này như thì thực sự những chiếc xe nó thành một những cái phương tiện mà sử dụng hết sức cần thiết đối với lại những gia đình. Bởi vì phương tiện công cộng đi lại thì nó không an toàn. Thứ hai nữa đấy là nó cũng không được thoải mái, bởi vì bây giờ nó cũng bị hạn chế rất là nhiều. Cho nên cái việc mà anh chị có thể là dành ra một khoản tiền tiết kiệm để có thể mua những chiếc xe để sử dụng đi làm, để sử dụng đi gia đình, đi về quê, về quán thì rất là cần thiết, đúng không ạ? Với cái phiên bản Avante thì đã được người sử dụng đánh giá cao về mặt chất lượng, bởi vì nó được xuất xứ từ thương hiệu Hyundai, là một cái thương hiệu bây giờ nó chiếm lĩnh thị phần hàng đầu của thị phần ô tô. Và cái phiên bản Avante này nó cũng là cái phiên bản dành riêng cho thị phần nước của Việt Nam, và nó thích ứng với tất cả mọi cung đường cũng như là tất cả mọi những cái nhu cầu sử dụng của người Việt. Bản thân của chiếc Hyundai Avante thì cái phía đèn phía sau anh chị có thể nhận thấy được nó được trang bị cả phần giải LED này và cái phần các ống LED ở phía bên trong, nhìn khá là hiện đại và trẻ trung. Chiếc xe này thì rất là cứng cáp nhé, chủ nhân cũng trang bị cảm biến lùi phía sau. Và sau đó tiếp theo đó là vành của chiếc xe này được trang bị vành đúc 5 chấu này, và nó còn theo xe một cái dàn lốp còn khá là mới anh chị nhé. Từng cái chi tiết của chiếc xe này là liền mạch, và cái form dáng của Hyundai Avante có một số những cái đường cong uốn lượn, nó thể hiện cái chất của một cái chiếc xe đẹp trọt chất. Và anh chị có thể nhận thấy được rằng là những cái thanh mạ chrome ở cái phần viền cánh cửa đây làm cho cái chiếc xe nó khỏe khoắn hơn. Tất cả các đường nét của xe là chuẩn nhé. Với những chiếc xe đang bày bán tại Ba Tư Phan thì bên em luôn luôn cam kết những chiếc xe này là nguyên bản, không tai nạn, không đâm độ, và xe là nguyên bản 100% luôn. Đấy, tất cả các đường nét là nó liền khít nhau. Đấy, bốn bánh đều có bản lốp rất là đẹp, và đặc biệt đó là những cái củ phanh nó còn tươi như thế này. Hyundai Avante thuần chủng là những cái dòng xe gia đình sử dụng, không có cấn đụng về taxi dịch vụ, cho nên anh chị sử dụng gia đình rất là an tâm. Nó không như dòng Vios hoặc là những cái dòng Innova, thì thực sự là những cái dòng đấy là những dòng xe thuần khiết để sử dụng về xe taxi dịch vụ, cho nên là nó thường là có những cái hư hao rất là nhiều. Đấy, với phần đèn pha của chiếc Hyundai Avante này thì chị nhận thấy được rằng nó trang bị đó là đèn halogen và một số những cái phím LED ở phía ngoài này. Chủ nhân cũng đã bọc thêm mạ chrome rồi, là đèn gầm đây. Với thiết kế đầu xe của Hyundai Avante nó cũng khá là đẹp đẽ anh chị nhé, khá là đẹp đẽ, bởi vì đây là phiên bản dành cho người Việt, dẫn đến là tất cả những chi tiết nó đều rất là ok. Anh chị nhìn đây, tất cả các đường nét từ nắp capo đây. Chiếc xe này thì em đảm bảo bảo hành cho anh chị 1 năm về máy và bảo hành cấn đụng, cũng như là đâm số tai nạn đấy là bảo hành trọn đời luôn. Chiếc xe nguyên zin 100% anh chị nhé. Với tất cả những anh chị đang tiếp cận với video này thì bên em đang bán với mức giá công khai đó là 370 triệu đồng nếu anh chị tiếp nhận được những video này. Vâng, đời 2014 phiên bản số tự động, một chiếc xe phân khúc hạng C mà chỉ có giá 375 triệu đồng. Vâng, em khẳng định đây là một mức giá rất là tốt trên thị trường. Và đặc biệt chiếc xe này, những cái đường nét của nó rất là chuẩn mực, đúng không ạ? Đấy, tất cả bốn lốp đều như nhau nhé. Và tất cả các đường nét xe nó đều tăm tắp luôn. Xe màu bạc thì khá là sạch sẽ.
những chiếc xe màu bạc thì rất là sạch sẽ, và nó đây chị nhìn này, đấy, nó có cửa sổ lóc nhé. Đây là những cái trang thiết bị dành cho một cái chiếc xe phân khúc hạng C, đấy, rất là chuẩn mực, một chiếc xe đẹp anh chị nhé. Một chiếc xe đẹp dành cho phiên bản Avante đến từ hãng Hyundai. Và bây giờ anh chị sẽ cùng em quan sát không gian nội thất của chiếc xe này. Đấy. Không gian nội thất của chiếc xe này. Thì với chiếc xe này thì anh chị biết rồi, nó được trang bị, nó được thiết kế hai màu nội thất, đó là màu đen và màu ghi. Và chiếc xe nó còn nguyên bản từ các đường keo chỉ, nó còn nguyên rin luôn. Và tất cả những cái bậc tì tay nó còn nguyên bản theo xe. Xe được trang bị một kính lái auto, các kính chỉnh điện, và sau đó trang bị gương gập điện tự động và kính chỉnh điện, tất cả đều là điện hết anh chị nhé. Và tất cả các mép cao su đây, anh chị nhìn này, và tất cả các đường nét đây là nó còn nguyên bản nguyên rin luôn. Và bên em bao rin từng con ốc luôn, từng con ốc luôn anh chị nhé. Đây, từng con ốc cánh cửa nó không có một cái vết gì cả, vặn mở gì cả. Xe chủ nhân cũng đã đấu thêm một số những cái dụng cụ. Chủ nhân đi chiếc xe này là tròn 10 vạn anh chị nhé, tròn 10 vạn. Ghế vẫn là ghế theo xe, ghế cao cấp theo xe của hãng nha anh chị nhé. Và chiếc xe này lăn bánh 2014 thì có nghĩa là chiếc xe này đã lăn bánh được đến năm nay là năm thứ 6 rồi. Nhưng thực sự là chất lượng của chiếc xe vẫn còn nguyên luôn. Vô lăng củ số của chiếc xe còn khá là đẹp anh chị nhìn này. Đấy, còn khá là đẹp luôn. Với những chiếc xe gia đình thì chắc chắn nó phải còn được chất lượng như thế này, với cái chất xe là 10 vạn chuẩn. Đúng anh chị? Xe thì bên em vẫn để cái đây, chủ nhân còn có cả che nắng che mưa ở phía bảng táp lô này. Đúng cái chất Avante luôn. Xe trang bị hai túi khí nhá. Tất cả các táp ly của xe đều đẹp này. Anh chị có thể nhìn thấy táp ly bên lái đây, nó đẹp như thế này đấy ạ. Và với cái chất nhựa mà nhà sản xuất cung cấp cho nó thì nó quá chuẩn rồi. Xe thì được trang bị điều hòa tự động này, trang bị điều hòa tự động, điều hòa auto đây, và các chế độ chuyển số đây, sấy gương sưởi ghế đàng hoàng, màn hình CD theo xe. Và thực sự cái này, màn hình này nó có đủ rồi đây này. Đây là cam hành trình có tích hợp Việt Map và lùi trước lùi sau anh chị nhé, lùi trước lùi sau. Và đây trần thì vẫn là trần nỉ theo xe nguyên bản từ đầu. Cửa sổ lóc này hoạt động rất là nhạy bén này. Đấy. Anh chị nhìn này, tất cả các đường nét của xe nó còn nguyên này. Đấy, và xe rất là mới nhé, từ những cái phím chắn nắng, rồi từ những cái phần viền cửa này rất là chuẩn mực và đẹp đẽ nhé. Với những cái trang thiết bị hiện đại ứng với một cái chiếc xe phân khúc hạng C thì thực sự đây là một cái chiếc xe quá là đẹp luôn. Tay phanh này không một tì vết này. Phiên bản Hyundai Avante có một cái không gian nội thất khá là rộng rãi, nó phục vụ nhu cầu trực tiếp của người sử dụng về cái vấn đề đó là cho một cái không gian ngồi thoải mái. Nó không chật chội như Vios, nó không chật chội được một số những cái dòng khác. Vậy nên là chiếc Avante này nó luôn luôn là những cái sự lựa chọn của quý khách hàng. Và đây chị có thể nhận thấy được rằng là cái phần ghế sau, đây là cái phần chắn nắng mà chủ nhân mua để ghép vào những cái cánh cửa, thì bên em cũng sẽ để lại, để nếu anh chị nào là chủ nhân của chiếc xe này thì cũng sẽ dùng để chắn nắng vào các ô này này, các ô cửa kính này này, để người ngồi đằng sau nó không bị nắng. Thì đây cũng là một cái mà thể hiện rằng chủ xe chăm sóc chiếc xe này rất là kỹ nhé. Đấy, tất cả các đường nét của xe, keo chỉ thì em nguyên zin 100% rồi. Cái điều này thì đối với bên em thì những chiếc xe nào em đã cam kết là nó là chuẩn mực. Và từng những cái kính cửa này bên em đều khẳng định nó là nguyên bản, chưa từng tháo ra nhé. Cho nên là anh chị hoàn toàn có thể yên tâm với cái chất lượng mà bên em có thể là cam kết với quý khách hàng. Nếu như anh chị nào ở gần thì có thể đến xem. Đấy, ở đây là có trang bị nút bấm để mở cốp phía sau này. Đấy, rất là hiện đại và tiện ích này. Em sẽ quay phần phía sau cho anh chị nhìn. Đấy, cái cốp ở phía sau, đây là cam đùi phía sau được tích hợp lên cái cam hành trình vừa rồi. Đây rất là tiện lợi nhé. Tất cả các đường nét phía sau của xe là chuẩn mực này. Đấy, là chuẩn mực anh chị nhé. Và đây anh chị nhìn này. Đấy, ok chưa? Với những chiếc xe của bên em bán ra thì luôn luôn đó là những chiếc xe chất lượng và những chiếc xe được bảo hành, và anh chị là những người khách hàng thông thái thì lựa chọn những cái kênh uy tín để bán hàng, để có thể mua hàng và được bảo hành. Đó cũng là một cái chi tiết rất là quan trọng nhé. Và đây anh chị nhìn đây, lốp dự phòng đây. Lốp dự phòng thì vẫn là lốp theo xe từ đời 2014 này. Đấy, đây vẫn là lốp theo xe anh chị nhé. Lốp Cuho theo xe. Gần như là chủ nhân ít sử dụng đến cái lốp dự phòng này. Và đây anh chị nhìn này. Đấy, tất cả các đường nét của xe, cái keo của xe vẫn còn nguyên zin. Rất là bóng mượt như thế này. Chủ nhân nhìn chung chiếc xe này là một chiếc xe gia đình, đi rất là ít. Chắc chắn là nó rất là đẹp rồi đúng không ạ?
anh chị có thể nhìn cái gầm xe một chút này, nhìn này, đấy, tất cả đường bô, rồi sau đó là cái đường để cua lốp nó còn diễn nguyên này, và cái phần sắt xi này, tất cả này đường nét là còn nguyên bản, đẹp luôn, không hề có cái cấn đụng gì, đúng không ạ? Ông xả còn mới tinh ở phía bên trong kia. Vâng. Với những chiếc xe như thế này thì thực sự nó là những chiếc xe chất lượng, và những chiếc xe mà bên em có thể bảo hành cho anh chị nó quá là chuẩn mực. Đấy, và thấy anh chị nhìn thấy được cái thân vỏ của xe nó rất là bóng anh chị nhé, rất là bóng, cái màu bạc này nó cũng rất là đẹp luôn, tất cả các cánh cửa nó rất là chắc chắn. Đấy, chắc chắn vô cùng luôn, anh chị nhìn này. Đấy, cái bậc tỉ tay nó đẹp như thế này mà chiếc xe nó còn nguyên bản, nó không có cấn độ, nên là bọn em bán hàng những chiếc xe này rất yên tâm. Cái lớp da theo xe này là lớp da đục lỗ, nó là lớp da cao cấp của cái dạng Hyundai trang bị cho chiếc Hyundai Avante này, thì anh chị sử dụng thì quá là tuyệt vời và yên tâm rồi. Và những cái mở cửa cái chiếc Avante này rất là chắc. Vậy thì thực ra em đang nói về cái mức tầm tiền 370 triệu đồng, thì thực sự nó cũng khó là có lựa chọn nào hơn với những chiếc xe số tự động 2014 mà lại là phiên bản Hyundai Avante, là phiên bản phân khúc hạng C, có trang bị cửa sổ lock và một số những cái đồ dụng cụ theo xe. Chủ nhân cũng đã đề ấn nổ start stop thông minh rồi. Đấy là một cái chi tiết mà ta có thể thấy được rằng là nó rất là tiện dụng trong quá trình sử dụng. Tất nhiên là người ta xe thì người ta độ thêm cho mình cái gì thì mình được thích cái đấy, đúng không ạ? Xe đăng kiểm từ tháng 8 năm 2022 nhé. Đấy. Xe thì mang biển số tỉnh, bên em đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Thì tất cả những cái chiếc xe thì bọn em mua bán toàn quốc, cho nên cái việc mà cái chiếc xe mà bọn em cứ khẳng định với quý và kiểm tra kỹ cả trước khi mang về cái bên công ty xử lý thì ta bảo hành cho anh chị là anh chị yên tâm. Thực ra chiếc xe này anh chị nhận thấy được rằng, em sẽ quay chiếc máy trước này. Máy ở đây được trang bị đó là khối động cơ 1.6 của hãng Hyundai. Thì cỗ máy này chuyển động cực kỳ là mượt mà và êm ái với cái phiên bản hộp số tự động như thế này. Thì tất cả những chi tiết máy, từ những con ốc máy nó còn nguyên rin. Đấy, và nguyên rin từ keo dàn cò anh chị này. Những chị nào mà có kinh nghiệm nhìn cái keo đuôi chuột nó lệch ở phía kia ra thì biết là cái máy này nó rin, đúng không ạ? Máy nó rin từ keo dàn cò. Và máy nổ cực êm, em sẽ để máy này anh chị nghe một lúc đấy ạ. Và chất máy thì quá tuyệt vời rồi. Và tất cả những con ốc keo dàn cò này nó còn nguyên zin rồi. Đấy. Chung là Kia, Hyundai với Kia là hai hãng cũng có cái khối động cơ rất là bền bỉ, là những cái hãng mà đã nổi tiếng trên thị trường rồi và được người tiêu dùng chấp nhận. Và chấp nhận được máy rất êm. Với động cơ 1.6 như thế này thì nó sẽ lăn bánh được trên các cung đường khác nhau. Và bây giờ anh chị sẽ cùng nhìn thêm một số những chi tiết kỹ thuật nữa. Đầu này, tất cả những con ốc đều còn chấm sơn của nhà sản xuất. Và những con ốc tai cũng còn zin nguyên này, chưa từng tháo mở nhé. Từ những con ốc cabo chưa từng tháo mở này. Vâng, thực sự đây nó là những chiếc xe chất lượng này chị. Cái đường keo chỉ thì còn zin nguyên này, không có một số cấn đụng gì cả. Và tất cả cái tấm thảm táp ly này nó còn zin này. Và đây anh chị nhìn này, đúng không ạ? Đấy, tất cả các đường, những con ốc này nó còn đẹp như thế này. Nó đẹp như thế này. Đó, anh chị nhìn thế này. Con lụ phía bên này đây. Một chiếc xe chất lượng nha anh chị nhé. Với những chiếc xe với tầm tiền như thế này, anh chị đang có dưới 400 triệu đồng mà muốn mua một chiếc xe số tự động, muốn mua một chiếc xe sedan rộng rãi sử dụng gia đình. Vâng, chiếc này chỉ sử dụng gia đình thôi nhé. Còn bác nào mà mua chạy dịch vụ, chiếc này không hợp lý đâu. Vậy cho nên là những chiếc xe này chỉ để sử dụng gia đình thôi thì nó là một chiếc xe rất hợp lý. Vậy chị hãy điện thoại cho em Dũng theo số điện thoại 0916 111 768, thì chắc chắn anh chị sẽ tìm được một chiếc xe chất lượng với mức giá hợp lý. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và chào tạm biệt.